Nuôi tăng bốn nay mô 16 ô tô an toàn tôi đã đi trung tâm ô tô bằng ô tô tôi đã ô chức nổi tôi chỗ ô tô kỹ thuật tôi đã đi văn phòng tôi đã cho ô tô License nhân viên tôi uống một cốc cà phê tôi đã nói ô ngồi nhi ô trong xem ô tô rồi phụ nữ nói thế nạn trong cô ấy cô nói về tai nạn ô tô cô không biết số ô tô trong cô nói ô tô tôi đọc xem tôi tin tiền tôi đã cho tiền vài chục tôi đi về nhà tôi có thể tiếng Việt
Y nổi khăn vốn nại mùa tức mùa mùi sao ô tô an toàn. Tôi đã đến trung tâm ô tô bằng chiếc xe quản. Đang ở chốc nổi, tôi đã trâu chạy vội chiếc ô tô mời quản. Tôi là chiếc xe mô bài. Sau đó, tôi đã đi ăn hàng trung phòng và cho phép mọi nhớ lại từ chiếc xe của tôi. Nên tiện tôi hết mùa cả vui vẻ khi ngồi trong chiếc xe ở mỏi. Qua việc xem chiếc ô tô của tôi như ngồi cả tay hương thụ và mong số phút một. Cô ấy gọi là để thu lại chiếc xe của tôi, không nhỏ cô lại thích nổ tên bài. Trong hồ sơ ô tô của tôi, không biết số chiếc xe nào cất ngồi chiếc ô tô của tôi. Tôi nói với đôi nữ ở đó chẳng tôi tin chúng vào khả năng của chiếc xe của mình. Sau khi chuyên chôn sống, tôi đã cho tin bà chúc mừng và đi về nhà.